dịch may kiếm đơn hàng từng tháng đang trên trang ba báo Sài Gòn Giải Phóng. Các khu chế xuất của công nghiệp đang dần lộ rõ những bất cập. Việc đầu tư phát triển các khu chế xuất của công nghiệp là cần thiết đối với sự phát triển kinh tế, nhưng đó phải là các khu chế xuất của công nghiệp có sức sống thực sự, tạo ra lợi nhuận cho đất nước. Không thể chấp nhận tình trạng khu chế xuất của công nghiệp mọc lên khắp nơi nhưng suốt bao năm bỏ hoang không thu hút được đầu tư. Trong khi đó, người nông dân lại không có đất sản xuất. Một vấn đề lâu nay được các địa phương đặt lên bàn nghị sự nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, đó là vấn đề liên kết vùng, liên kết các khu kinh tế. Xuống thì golf club zombie con zombie golf Vina Sun taxi Vina Mic company. Sáng nay đưa tin, với phạm vi và quy mô phục vụ rộng, có thể nói chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có ảnh hưởng to lớn và hết sức nhạy cảm trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có chiều hướng ngày càng gia tăng, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của người lao động. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện nay là các cơ quan chủ nhiệm chây ý nợ bảo hiểm xã hội, chống đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, né tránh trách luật bằng cách khai giảm công, ký hợp đồng dưới 3 tháng để không đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng chi sai hay lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế còn xảy ra ở nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Thực tế, những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xảy ra rất nhiều, với nhiều hình thức khác nhau, có nhiều trường hợp gây ra hậu quả nghiêm trọng, không chỉ thiệt hại về vật chất ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bicycle. Many bicycles. Dynamic motorbike. Dynamic motorbike. Dynamic arrive.